Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lân. Thì ngày hôm nay em Lân đang đứng ở đang tọa lạc tại tòa nhà Mường Thanh Viễn Chiêu thuộc số 3, số 5 Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang. Thì tòa nhà Mường Thanh Viễn Chiêu này hiện trạng đang là đối diện của nó là bãi tắm Hòn Trầm luôn nha quý anh chị. Thì ngày hôm nay em Lân sẽ review một căn hộ nằm tại tòa nhà Mường Thanh Viễn Chiêu OC1A. Nó thuộc tầng 8, thuộc dạng tầng thấp nha quý anh chị. Và cái căn này hiện trạng đang có diện tích là 58,6 m², gồm 2 phòng ngủ, 2 toilet. Có một phòng ngủ là có toilet bên trong phòng ngủ luôn. Rất là tiện cho quý anh chị nào mà có gia đình hoặc là vợ chồng mới cưới, có con nhỏ, đều mua để ở rất là thích hợp nha. Và cái giá hiện tại mà em Long quay đây á, là cái giá cũng đã rất rẻ so với lại thị trường xung quanh, những cái căn hộ xung quanh luôn. Thì bây giờ em Long sẽ quay trực tiếp review cặn kẽ bên trong căn phòng có những gì nha. Thì khi bước chân vào cánh cửa là anh chị sẽ thấy được không gian phòng khách liền với lại phòng bếp luôn. Thì gồm có một bộ ghế sofa nè đó, rồi trên nhất tường là sẽ với tông màu là hồng xám, rất là đẹp và rất là năng động nha quý anh chị. Thì đối diện bộ ghế sofa của mình sẽ là bộ hệ kệ tủ và có tivi luôn. Và tiếp đó là mình sẽ có tiếp đến là sẽ không gian phòng bếp đó, và cả gồm có được 4 cái bàn ăn gồm dành cho 4 người nè đó. Khuôn gian phòng bếp này quý anh chị đều, và anh chủ này cực kỳ rất là thích gỗ nên là thiết kế của cái căn phòng mình đa phần là gỗ là nhiều đó. Có cả máy hút mùi nè đó, có cả bếp từ luôn, rất là tiện, rất là hợp lý luôn. Và kế bên phòng bếp của mình đó là không gian ban công. Không gian ban công này cũng có để ốp sẵn máy giặt luôn nha quý anh chị. Và đặc biệt căn này là căn xéo biển đó, như quý anh chị thấy nè, căn này là căn xéo biển thuộc tầng 8, rất là mát mẻ luôn và không khí rất là trong lành nha. Và cái căn này hiện tại anh chủ đang muốn bán với cái giá là 1.350.000.000. Thì so với thị trường xung quanh thì cái giá này em Lân thấy rất là hợp lý và rất là rẻ, rất là phù hợp cho quý anh chị nào mà vợ chồng mới cưới đó, hoặc là gia đình có con nhỏ ha, và muốn ở cái không gian cực kỳ tiện ích mà có đặc biệt là an ninh và thứ hai là có dân trí cao. Thì rồi bây giờ em Lân sẽ review căn phòng ngủ đầu tiên. Trước khi vào căn ngủ hồng tiên đó là cái phòng WC, sử dụng chung cả phòng khách và cả phòng ngủ mà chưa không có WC quý chị ha. Đó, nó cũng là cũng nội thất cơ bản thôi. Rồi, đây là phòng ngủ đầu tiên của em Lân. Em Lân sẽ review đến quý anh chị. Đây gồm có một giường và có hệ kệ tủ quần áo, có sẵn có máy lạnh trong đây luôn nha quý anh chị nha. Và đặc biệt ở ngoài phòng khách cũng có máy lạnh luôn nha quý anh chị. Đó, căn này thì em Lân sẽ nhắc lại là có diện tích là 58,6 m². Hiện gồm có 2 phòng ngủ, 2 toilet nha quý anh chị nha. Đây, phía bên đây là phòng khách mình cũng có thêm một cái máy lạnh luôn. Rồi bây giờ em Lân sẽ review thêm cái căn phòng ngủ thứ hai và có cả phòng toilet bên trong cực kỳ riêng tư dành cho đôi vợ chồng trẻ nha. Thì đây là cái phòng toilet thứ hai, đầy đủ tiện nghi ha quý anh chị ha. Đó. Sàn hoàn toàn là đều lót gỗ đó quý anh chị. Đó, lót gỗ hết nha, gồm có cũng có hệ giường nè, 1m4. Đó, và có hệ kệ tủ và có cả máy lạnh luôn. Và view của cái căn phòng này cũng là view xéo biển nha quý chị. Đó, rất là đẹp ha, rất là mát mẻ. Thì hiện tại căn này về pháp lý là đang là hợp đồng mua bán. Thì anh chị nào quan tâm tới sản phẩm này liên hệ trực tiếp em Lân qua số hotline em Lân có ghi trên màn hình đó. Và đừng quên cho em Lân xin một lượt like, một lượt đăng ký để theo dõi kênh của em Lân và xem nhiều video mà em Lân review những căn hộ, nhà ở, nhà phố, đất nền ở tại thành phố biển Nha Trang nha. Và cuối video em Lân xin chân thành cảm ơn quý chị đã xem hết video lần này. Và đừng quên xem những video khác của em Lân nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video lần sau.